thần kim ngưỡng khai tâu chư tôn tòa thượng dương dương nghiệp thì huệ lực y tuy cơ phó cảm nạp trần ngôn lần
lòng nữ hoàng tử vân sắc rồng chân thổ ý năm xuân đang chắc chắn chờ đón tiêu thủy.
Trước là tu trong chết tà tinh thần này sản ra trần tuyến.
Dầu tứ phụ mừng đồng thập luận viên tòa đồng bánh giật mẫu thường phụ tại bắc ghế ông ngồi bốc ngôi ông ngư ông đàn chứng đàn chứng phụ chứng cho ghế của ông đồng khôn bóng quanh đồng sang bóng địch ra trung nước chạy một đồng tiền trôi một chuyến trên bảo ghế nghe trên nghe dưới sợ trên thuận thế hòa lộc tài nằm ăn ông cho xanh cành nở ngọn chứng cho các uốn lá tiểu của nó ông công thành danh đạt phân hay chứa tốt bởi vì lập ngôi tường tranh đường nhận được đủ này ông chứng cho các già na tiến tái dân thôn bản hạt già cho khỏe trẻ cho bình an các gia trung dân khang và thịnh đại ông ban khen cho mời kêu ông cho cuộc gặp sinh hôm nay ngày đại cát giờ lại ăn họ Lê con họ Lê ta bắt ghế ông ngồi bắt ngôi ông ngự mừng đồng thập nục 16 liên để chứng ta về ta chứng tâm cho chủ nhang thanh đồng ta chứng tâm cho văn đàn tiếng hát ta chứng tâm cho tay quỳnh tay quế ta chứng tâm cho cách gia trăm họ nhà nào lộc ý nhà nào lộc ấy thái bình an ta chứng tâm cho họ Lê từ Lê trở đi từ chi ứng hậu được yên căn lành số bản mệnh bình an gia đạo an vui lộc tài vượng tiến phúc thọ diên niên.
đôi chân đi mở mang nam hải ngơ đức đệ nhìn dòng dõi.